22 tháng 5 2020. Đài Tiếng Nói Người Dân cùng đồng hành với Trương Yến thực hiện với dân oan ba miền chúng tôi đi đòi công lý, đi đòi tự do, dân được quyền làm chủ. Khắp giàu giàu khắp anh chứ sao cho không. Còn hay lắm luôn. Ừ. Còn biết này không? Lát cho em biết coi, để em biết coi. Còn miếng nhỏ đã giờ cầm ngược không? Cầm cái đầy thôi. Mà đi núi sông đang chậm. Vậy mà đi. Vậy mà đi. Vậy mà đi hơi đâm vào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Dây mà đi đi. Dây mà đi. Dây mà đi. Dây mà đi hơi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống hoài đường. Dây mà đi. Dây mà đi. Dây mà đi. Dây mà đi.
vô nhào vô đi, nhào vô. Nè. Vô đây này, vô đây. Đi ra ngoài, con dạy cái gì này? Thôi bên đây quay. Cô đi ra ngoài. Ở đây là dân tôi được quyền, dân chúng tôi được quyền. Các cô đứng ra ngoài, các cô. Không bây giờ ra ngoài, dân chúng tôi đến đây là đến đại sứ quán cầu cứu đại sứ quán cho dân quân Việt Nam chúng tôi trị nạn. Tại vì nhà cộng nghiệp đảng cộng sản cướp đất cướp nhà dân chúng tôi. Dân Việt Nam chúng tôi đây. Cướp đất cướp nhà dân chúng tôi. Dân quân bị bắt đất bắt nhà đại sứ quán quan đi. Cứu dân trị nạn trị nạn. Cho chúng tôi đi trị nạn đi đại sứ quán quan đi ơi. Cho nhân dân chúng tôi đi trị nạn. Của tỉnh Đồng Nai lợi dụng chức vụ quyền hạn của đất thần thiên của cô bác đại sứ quán quan đi ơi. Của gia đình chúng tôi đi đại sứ quán quan đi ơi. Đại sứ quán quan đi ơi. Của gia đình chúng tôi đi đại sứ quán quan đi ơi. Vô cứu vô đi. Đẩy vô qua đi. Vô. Nhân dân Việt Nam chúng đại sứ quán Hoa Kỳ, 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 cứu dân Việt Nam. Nhân dân chúng tôi đến đây cầu cứu đại sứ quán Hoa Kỳ, cứu lấy nhân dân Việt Nam chúng tôi. Bởi nhân dân Việt Nam chúng tôi bị nhà cầm quyền đảng cộng sản cướp đất cướp nhà, cướp gia đình liệt sĩ, cướp đất cướp nhà gia đình có công cộng sản cách mạng, cướp đất cướp nhà nhà Việt Mỹ Việt Nam anh hùng, cướp đất bà Nguyễn Thị Kim Ngân bao che, cướp đất cướp nhà nhà có công với cách mạng. Như vậy nhân dân chúng tôi về đâu, đi đâu, về đâu đây? Nhân dân chúng tôi sẽ cầu cứu đến đại sứ quán, cầu cứu đại sứ quán để cứu lấy nhân dân Việt Nam chúng tôi. Nhân dân Việt Nam chúng tôi quá khổ, bị nhà cầm quyền đảng cộng sản cướp đất cướp nhà, cướp hết những gì nhân dân chúng tôi, cướp đất cướp nhà, cướp cả quyền con người, cướp cả tự do quyền con người. Nhưng mà chúng tôi chúng tôi chỉ yêu cầu đảng nhà nước Việt Nam đại sứ quán Hoa Kỳ, cố gắng Việt Nam, tỷ lệ
có đâu quen Việt Nam. Đấy chứ quen quen đi. Quen chứ quen Việt Nam. Lại tâm cửa vô đi. Đấy chứ quen quen đi. Lại đây tâm cửa vô. Đấy chứ quen quen đi. Đây mình lại đứng lên mà đẩy nó vậy nè. Hiếu dân oan Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ. Hiếu dân oan Việt Nam. Cứu dân quen Việt Nam đi. Đại sứ quán quen đi. Hiếu dân oan Việt Nam. Chủ tịch tỉnh thời dụng chính chủ quyền hạn để có đất có nhà cho quán chúng tôi để phân tư bán lại. Đây nhèo lên nhèo xuống đi. Giờ mấy bà đây nhèo lên nhèo xuống đi. Trộn lên trộn xuống nhèo vô đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây đây. Xuống xe buýt đi. Xuống xe buýt đi, không ra xuống xe buýt. Cái đảng gì mà lừa dân dối đảng mà còn cho công an nói nữa. Mình quốc mình triệu hạ thiệt chứ ai thiệt. Cố cho quay Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố cho Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố cho quay Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ, cố cho quay Việt Nam. Xin hẹn lại.